Mịch Thứ check in buổi chiều ấp Phong Lưu xã Vân Khánh Đồng. Các ông ta. Trời quá vui luôn á. Vui, trời ơi. Ông kia vừa mới cắt xong quăng xuống ông này dính liền. Ba triệu. Một đến ba triệu. Rồi, bye bye. Bay ra quá trời luôn kìa. Nó bay đi đâu vậy ta?